Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi phần thứ 3. Ngay bây giờ mình có hai người đứng chờ ha. Tôi sẽ trả lời người đầu tiên. Cái người kia cứ giữ telephone cho tôi ha. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Dạ, chào cô. Có câu hỏi đi cô. Hello. Vâng, câu hỏi đi cô. Hỏi hả? Đang hỏi được hả? Được. Dạ. Dạ thưa. Hello. Oh, cô tắt cái TV đi cô. Tôi nghe. Tắt cái TV hả? Tôi nghe cái echo nó khó nghe quá cô. Rồi nghe được chưa? Ok, rất là tốt. Ok, dạ, bác sĩ phải không? Vâng. Dạ, tôi là bác sĩ. Bác sĩ, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có bị dời đó, bị dời mà bị tới giờ 2 năm rồi. Nhưng mà sao mà nó có cái nó chừng 7 ngày gì nó hết. Sau đó tháng sau nó có nữa. Mà hiện bây giờ là hình như là có mỗi tháng nó có một lần, mỗi tháng có một lần, gần 2 năm nay rồi bác sĩ. Mà tôi đã chích 3 cái loại thuốc thuốc ngừa rồi. 5 năm trước tôi có chích cái thuốc dời, thuốc ngừa dời một mũi, rồi 2 năm trước tôi mới chích cái loại thuốc ngừa cho dời 2 mũi nữa, mà bây giờ tôi bị mỗi tháng đó bác sĩ. Dạ, cái câu hỏi này chắc bác sĩ Tim Lai trả. Cô nói là giờ leo đó phải không cô? À, dạ, giờ leo đó bác sĩ. Bây giờ tôi có lần như mỗi tháng đó bác sĩ. Dạ, cô uống thuốc có uống thuốc gì ngoài nữa không? Có uống thuốc gì mà có bị viêm hay những bệnh gì khác nữa không? Mỗi lần nó có thì nó có một loại kem. Kem mà chữ Y đứng đầu á. Không phải là bây giờ đó, gần đây á, thì tại lúc trước bác sĩ của tôi nói là tại tôi bị stress nó nhiều á, thì cái đó không có chữa cái gì được hết trơn á. Không, cô, bác sĩ Tim Lai hỏi đó, cô có uống mấy cái thuốc mà nó giảm cái kháng thể không? Nó làm cái đề kháng, kháng thể mình yếu xuống đó. Uống thuốc gì? Tôi có uống một cái thuốc là cho vô lót cho em, bị panic attack. Cái bác sĩ gia đình nói là tôi bị panic attack là tại vì ban đêm tôi đi ngủ đó. Nhưng mà ngoài ra không có bị tiểu đường. Mà thiệt ra mình không thấy nó rung, mà rung từ ở bên trong mà mình cảm thấy như là đang nằm trên giường mà đang lỏng đất vậy đó. Cô không có bị tiểu đường, không có bị bệnh mà bị phong thấp hay là bị ung thư, không có gì hết. Okay. Chỉ có gần đây tôi mới bắt đầu bị mỡ hơi cao thôi, bị LDL hơi cao thôi. Dạ. Cái shingles đó thì thường là do bị cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó bị yếu. Vì đa số là do mình uống thuốc gì đó hoặc là bị tiểu đường, nhưng mà không có thì nên phải đi tìm cái lý do vì sao mình nó hay bị như vậy. Cái vaccine đó thì nó không phải là nó phòng hoàn toàn, là chích vaccine rồi có thể bị, nhưng mà khi mà bị đó thì những cái complication, những cái triệu chứng đó mà do cái lợi dời nó đưa ra đó, nó bị giảm lại. Ok, có nghĩa là có nhiều người khi mà bị cái rash đó, nó mới bị dời nó lỡ ra đó, là sau này nó đau dây thần kinh lắm, đau. Thì khi mà chích ngừa như vậy đó thì những cái cơ hội đó nó ít lại, nó bị những cái triệu chứng nó ít lại thôi, chứ còn mà chích ngừa thì nó vẫn có thể nó xảy ra. Thì nên đi bác sĩ về vì sao, mà coi là vì sao mà nó bị hoài như vậy, có bị yếu cái hệ thống miễn nhiễm của mình hay không. Bác sĩ gia đình của tôi thì chỉ nói là chị bị cũng như là bị anxiety, bị stress thì nó có hoài, nó không có hết. Yes. Phải chịu thôi, nhưng mà gần đây thì bác sĩ có cho chị uống cái thuốc mà chữ A đứng đầu đó, ACI cái gì? Cái đó mỗi ngày một viên. It's a benzodiazepine. Okay. Dạ, thì cái stress đó nó cũng làm cho cái hệ thống miễn nhiễm này mình yếu đi. Dạ, thì ngoài mình mấy cái bệnh khác mình coi không có rồi hết, thì có lẽ là stress thì lúc nào mình phải coi mấy cái bệnh khác không có rồi, lúc đó mình mới nói là do stress. Thì hy vọng là đang uống cái thuốc Zoloft đó rồi chị thư giãn ra, chị làm, chị đi relax, rồi chị đi tập thể dục, rồi chị đi tập tai chi hay là mấy cái phương pháp đó để mà giúp cho mình relax, thì coi thử, hy vọng thì nó không có, nó bị ít lại. Vậy là bị
mỗi tháng một lần cũng không làm được cái gì hả bác sĩ? Không có. Có nhiều người mà bị cứ bị hoài đó, có nhiều người bác sĩ, cô phải nói chuyện với bác sĩ gia đình của cô, nhưng mà tôi đồng ý với bác sĩ Tim Lai đó là mình bị căng thẳng quá đó, nó cũng tạo ra cái, có nhiều người họ căng thẳng, họ stress nhiều quá đó, cái nó làm cái kháng thể của mình, cái đề kháng của mình nó yếu đi, nó yếu đi đó thì cái con virus nó thức dậy, nó tấn công. Có nhiều người mà bị hoài đó thì có nhiều người bác sĩ họ cho uống cái thuốc acyclovir không có ngừng. Nhưng mà cái đó cô phải nói chuyện với bác sĩ gia đình của cô ha. Dạ, tôi đang uống, bác sĩ mới bắt đầu cho tôi uống, cho chị uống cái đó mỗi ngày một viên trong vòng một đúng tháng rồi. Đó. Đúng rồi, dạ. Thì tôi đồng ý bác sĩ Tim Lai, cái trường hợp của cô không bị tiểu đường. Cô năm nay cô mấy tuổi cô? 67 tuổi. Ok, thế có, đa số cũng chưa có lớn tuổi quá. Mới có 67 tuổi, không bị tiểu đường, không bị... Không bị tiểu đường, không bị cao máu, mà gần đây mới có bị LDL hơi cao một chút thôi. Dạ, thì tôi nghĩ cái này không gì nguy hiểm hết cô. Tôi nghĩ đó là có thể là mình bị stress quá, cái nó làm cái kháng thể mình yếu xuống. Yếu hả bác sĩ? Dạ, không có gì nguy hiểm hết cô. Mà không có ngoài cái uống cái thuốc chữ A đứng đầu đó, không có làm cách nào chữa được hơn cái này hả bác sĩ? Dạ, không cần cô. Cái thuốc acyclovir nó rất là hiền, mà nó rất là tốt, mà nó không có thuốc nào khác đó. Nhưng mà cái trường hợp của cô, tôi cũng có rất nhiều thành viên của, mà giống của cô đó, thì mình uống năm này qua năm kia không sao cô. Cái quan trọng nhất đó là cô đừng có stress quá cô. Cô cứ relax ha. Stress của tôi thì bị nhiều năm rồi, mà bây giờ thì tôi không có bị stress nhiều, mà cũng không biết tại sao mà nó bị hoài. Còn có cái mà ban đêm mình ngủ trên giường mà mình cái người mình làm như mình không có rung, mình không thấy mình rung, mà là mình feel lên mình ngủ ở trên cái giường đang bị động đất gì hoài đó bác sĩ. Rồi bác sĩ gia đình nói là bị panic attack á, mà lúc đầu bị thì nó thỉnh thoảng bị, rồi sau này nó bị mỗi ngày á, mỗi đêm đều bị, với lại có khi ban ngày cũng bị luôn. Dạ cô có hai câu hỏi nó hơi dài đó cô, nếu mà cô muốn đó cô gọi trở lại tôi phải trả lời cái người sau khi cô okay, ha. Dạ, okay. Dạ, cảm ơn cô. Nếu mà cô muốn cô gọi lại phần thứ tư đó cô. Sorry. Cảm ơn. Dạ, chào cô. Hello, cho biết tên tuổi của cô. Hello. Dạ, chào cô. Chào bác sĩ. Dạ. Em 58 tuổi. Em 53, nó lộn. Sorry, em 53 tuổi. Em muốn hỏi bác sĩ là, bác sĩ của em nói là chích cái steroid làm cho, hoặc là uống cái Tricon á, nó ảnh hưởng đến cái đường lên thì có phải không bác sĩ? Đúng rồi. Vì cách đây 2 năm đường em chỉ có 5.4 thôi. Rồi 2 năm nay em có chích, tại vì em bị đau nhức quá, em có chích steroid khoảng 4 lần á. Thì tự nhiên bây giờ em đi thử em 5.7 lần. Thì cái đó đúng hay sai vậy bác sĩ? Đúng cô. Dạ. Khi mình chích cái thuốc steroid nhiều quá hay mình uống steroid nhiều quá, nó sẽ ảnh hưởng về cái đường, nó sẽ từ từ nó làm đường lên cao. À, thì thành ra cô cô nên nói chuyện với bác sĩ gia đình. Nếu mà nó đau quá mình phải chích đó, thì mình cũng chịu vậy thôi, nhưng mà mình phải theo dõi cái đường cô. Nhưng mà bác sĩ thêm lại, cô chích ở đâu vậy cô? Chích vô cái xương sống hay cô đâu? Tại vì em bị carpal tunnel đó. Okay. Nên em phải chích vào cái tay đó, bàn tay của em này. Cái nó bị, em cũng chích mấy lần đó. Nó tại vì nó đau. Giống như em cũng ráng chịu đựng mà đau đến một năm trời em không ngủ được nửa đêm, nhức đau mà nó càng ngày càng nặng á. Nó tê rồi nó giống như là nó bị, mới đầu nó chỉ bị ban đêm, sau nó bị cả ngày trời, cái em chỉ hỏi mới bị chích. Thì tự nhiên bây giờ cái đường em nó lên 5.7, mà đường 5.7 thì có bị cao mất kìa. Chưa tới cái độ mà mình bị tiểu đường, nhưng mà lên 6.4 là tiểu đường, còn từ 5.7 tới 6.4 đó thì nó gọi là sắp sửa bị tiểu đường, pre-diabetes. Nếu mà cô tại cô bị cái bệnh carpal tunnel syndrome đó, thì bác sĩ Tim Lai có thể chắc nhẽ thêm về cái bệnh đó, tại cái bệnh đó là bệnh dây thần kinh, nhưng mà sắp sửa mình phải dành phần quảng cáo đó, thì cô, nếu mà cô muốn đó thì lúc mà mình dành phần quảng cáo off air đó thì bác sĩ Tim Lai có thể trả lời cho cô ha. Nhưng mà ngay bây giờ đó cô cứ giữ telephone ha, cô đừng có cúp ha. Dạ vâng. Tôi phải
khán giả ngay bây giờ mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.